Câu chuyện xuất gia của Yubali phủ định chế độ giai cấp của Thế Tôn đã nói cho chúng ta biết ở mỗi dòng trong đại sinh mạng đều có sự liên hệ tới lịch đại của tổ sư. Hy vọng chúng ta có thể đem những lời giáo huấn của Thế Tôn vào trong cuộc sống để sáng tạo ra một xã hội công bằng. Đây chính là hy vọng và mong muốn của chúng tôi. Cách đây 2.500 năm, ở một nước lân cận Li Bá Nhĩ gần Ấn Độ, có một bộ tộc tên là tộc Thích Ca. Trong nước có một Ca Tỳ La Vệ Thành. Một vị hoàng tử của tộc Thích Ca đã ở trong thành Ca Tỳ La Vệ Thành này, lại rời thành xuất gia để đi tu hành, ngộ đạo thành Phật, thuyết pháp để cứu độ chúng sanh. Đây là câu chuyện của Thế Tôn. Câu chuyện Phật Điển, sự xuất gia của Ubali. Thế Tôn đã đem theo rất nhiều đệ tử trở về cố hương là Ca Tỳ La Vệ Thành. Năm đó, Thế Tôn đã được 36 tuổi. Nghe nói đây là việc 7 năm sau khi Ngài rời khỏi quê hương. Những cung điện ở trong Ca Tỳ La Vệ Thành đã rất hân hoan để nghênh đón sự trở về của Thế Tôn. Trong ngoài cung điện đã có rất nhiều người không chờ đợi kịp, đã phải tràn ra đường để nghênh đón. Việc của Thế Tôn không có gì mà ta không biết. Cái gì ta cũng biết hết. Ngài nguyên là hoàng tử của bổn quốc, ở trong thành của quốc vương là Vua Tịnh Phạn, đã cùng với người vợ xinh đẹp là Gia Du Đà La đã sống những ngày ung dung tự tại. Nhưng mà vào 7 năm trước, không rõ vì lý do gì, tóm lại sự việc thiệt là phức tạp. Ây da, đau quá, đau quá, đau chết đi. Nè nè, cẩn thận một chút nghe không? Ubali, cẩn thận một chút nha. Ây da. Xin lỗi, xin lỗi. Người bị mắng đó là thợ cắt tóc Ubali. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vì hắn khéo tay, đã có rất nhiều khách ở trong thành và trong cung điện. Xin hỏi, về sau ông ta thế nào? Thì là 7 năm về trước, ông ta đột nhiên bỏ đi thân phận hoàng tử để mà đi xuất gia. Ông ta đi tới một quốc gia xa xôi ở phương Nam, rồi sau đó trong rừng sâu núi thẳm khổ hạnh hết 6 năm trời. Cuối cùng thì ông ta đã được đắc đạo. Đắc đạo? Là cái gì? Đó là một bảo vật rất là quý giá. Có được bảo vật đó, những sự khổ não ở trên đời lập tức sẽ được tiêu tan. Phiền não lập tức tiêu tan à? Mọi người đều muốn phần hưởng bảo vật đó, tranh giành để được trở thành đệ tử của Thế Tôn. Bây giờ nghe nói đồ đệ của ông ta đã hơn 1.000 người rồi. Xin hỏi bảo vật đó là hình dạng như thế nào? Có thể nói cho tôi biết hay không? Cái gì? Ông nói cái gì ông cũng biết hết mà. Đúng vậy. Vậy nói cho tôi biết đi, một bảo vật có thể chia cho 1.000 người thật ra là hình dạng thế nào? Có thể nói tôi biết hay không vậy? Cái này, cái đó hả? Cho dù là ta, thỉnh thoảng có những gì mà ta không biết, đừng làm cho ta mất mặt có được hay không hả? Tiểu quỷ, đừng có làm mất mặt chủ nhân của ta. Dạ xin lỗi. Thế Tôn đã tới. Hả? Bộ râu yêu quý của ta. Người coi, người đã cắt bỏ bộ râu của ta rồi. Dạ xin lỗi, xin tha cho tôi. Không thể tha thứ. Phạt hắn 100 cây, hãy lập tức đánh cho ta. Dạ biết. Ta đã biến thành xấu như vậy rồi. Đừng trách ta, ta sẽ đánh từ từ, như vậy tương đối bớt đau hơn, yên tâm đi hả? Không được. Xin ông hãy đánh mau đi. Mau lên. Nhưng mà như vậy ngươi sẽ đau lắm. Mau lên đi. Bảo vật có thể lập tức giải trừ phiền não. Đi. Tôi cũng muốn hưởng được một phần. Nếu như không thể được nó, ít nhất cũng phải coi một lần. Đi mà.
thật kỳ lạ. Rõ ràng không có bảo vật gì. Trên tay của Thế Tôn cầm chỉ là một cái bát bẩn. Nhưng mà hả? Một khuôn mặt thật là từ bi, một thân hình thật là tôn quý. Nếu như có thể bên cạnh ông ta 3 ngày, dù tôi có chết cũng cam lòng. Ngay trước cửa phía nam của cung điện, vua Tịnh Phạn đã đích thân ngồi trên ngai vàng ở trên lưng bạch tượng để chờ đợi. Những quần thần và cung nữ ăn bận qua lệ đã xếp hàng để nghênh đón, chờ đợi đoàn người của Thế Tôn đang tới. Hả? Thế tử? Hả? Phụ hoàng đợi con quá lâu rồi. Ê chà, con đã gầy đi. 7 năm nay nhất định đã chịu nhiều khổ cực. 7 năm nay đã khiến phụ hoàng phải bận tâm, con thật là có lỗi. Bỏ đi, hãy vào trong nghỉ ngơi trước đã. Cả đệ tử của con cũng vào luôn đi. Hãy qua đây. Ô Bà Ly, hôm nay ngươi không cần đến cắt tóc. Dân xin ông, hãy cho tôi vô đi. Tôi muốn nghe Thế Tôn nói chuyện, được không? Cái gì? Đừng nói chuyện mộng mị. Mau cút về nhà đi. Không chịu coi thử thân phận của mình là gì. Hãy coi lại thân phận của mình. U Bà Ly khi nghe câu nói này không thể trả lời được gì hết. Với thân phận của một người thợ cắt tóc, vào thời đó là thuộc về Thủ Đà La, cũng chính là nô lệ. Thời đó ở Ấn Độ, đại khái chia thành 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, cũng chính là những người chủ tế thờ phụng thần linh. Giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, cũng chính là quốc vương và những quý tộc. Kế đến là Vệ Xá, chính là những người tùng sự sân sản. Cuối cùng là Thủ Đà La, cũng chính là giai cấp nô lệ dùng để phục dịch cho 3 giai cấp trên. Xuống hơn nữa, còn có những người không được gọi là người, là một tập cầm không được nhận là người. Dân chúng khi sanh ra đã bị quyết định là phải thuộc về giai cấp đó, không thể thay đổi giai cấp của mình nữa. Dĩ nhiên rồi, một người có thân phận giống như tôi đương nhiên không có tư cách để nghe Thế Tùng nói. Nhưng mà tôi muốn nghe. Hả? Là cái gì? Thiệt là ngon ha. Ê, nhìn thấy rồi. Nếu như năm xưa con không rời bỏ cung điện, bây giờ đã có một kế vị, cha đã trở thành chuyển luân vương vĩ đại rồi. Nói phụ hoàng biết, còn đối với cuộc sống trong cung điện có gì không vừa lòng? Còn đối với cuộc sống trong cung điện không có gì là bất mãn. Hả? Cho nên con mới lo sợ. Con cảm thấy rằng tuổi trẻ và sức khỏe của năm xưa, không, thậm chí là sanh mạng, cũng sẽ có một ngày bị kết thúc. Sự bình yên chân thật, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Và vì để theo đuổi sự bình yên chân thật đó, cho nên con mới rời khỏi hoàng cung. Lúc mới bắt đầu, con đi khắp nơi để tìm kiếm một người đức cao trọng vọng, cầu xin chỉ dạy, nhưng lại không gặp được một vị thầy nào có thể làm cho con mãn nguyện. Sau đó con tự mình ẩn nhập vào rừng sâu, đã thử hết mọi thứ khổ hình. Trải qua 6 năm, chỉ thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, lại không thấy kết quả gì. Cho nên con đã bỏ rơi sự khổ hạnh vô ích này, rời khỏi rừng cây, đi đến bờ sông Ni Liên Thuyền để tắm gội, được một cô mục nữ cho một chén cháo, khôi phục lại thể lực. Sau đó con đã hạ quyết tâm, ngồi dưới gốc cây bồ đề để khổ hạnh tu dưỡng. Và cuối cùng, con đã giác ngộ được chánh đạo. Đạo?
cuối cùng đã nói tới bảo vật đó. Con đã ngộ giác, tất cả những khổ đau của nhân loại là do chính mình gây ra, bởi vì giữ lấy cái dục vọng của mình. Thì ra không phải là bảo vật. Con càng thâm nhập ngộ đạo, chỉ cần dứt bỏ dục vọng và cố chấp, giải thoát bản thân, có như vậy chúng ta mới có thể có được trong sự bình an vĩnh viễn trong tâm linh. Đợi một lát, sự bình an của tâm linh, đây có phải là lời nói quý giá hơn bảo vật không? Đúng, ta phải nghe cho rõ ràng mới được. Ê, bên đó hình như có người. Cái gì? Thì ra là con chó. Nè, không được ở lại chỗ này, đi mau đi. Đi mau, đi mau. Tạm biệt. Tạm biệt. Hả? Ôi, cái thằng nhỏ này vào cung hồi nào vậy? Nghe nói ở bên trong đại sảnh của cung điện, Thế Tôn muốn giới thiệu những đệ tử của mình với mọi người trong thành. Nhưng mà phụ vương Vua Tịnh Phạn dù sao cũng không được vui trong lòng, bởi vì ông vẫn còn khó chịu với những bộ đồ nghèo nàn của nhóm đệ tử của Thế Tôn. Hả? Cái này còn đệ tử của con hầu như người nào cũng là thân phận cao quý của Bà La Môn. Nhưng mà thật xin lỗi, ai nấy xem ra đều rất là tiều tụy, cái tướng nghèo nàn, lại còn áo quần thật là đơn sơ, quá đơn sơ đi. Cha thấy hay là để cho phụ hoàng tặng cho con và đệ tử con một ít quần áo mới đi. Ý tốt của phụ vương con xin cảm ơn. Nếu mà như vậy, phụ hoàng sẽ xây một tịnh xá ở trong rừng cho con nha ha. Con một chút xíu cũng không cần những thứ đó. Nhưng mà... Đúng rồi phụ hoàng, công chúa đâu hả? Gia Đu Đà La nghe tin con trở về rất là vui mừng đó. Kết quả hôm nay con đã trở về, nhưng cô ta nói là đã bị chồng bỏ rơi, không có mặt mũi đi nhìn ai nữa, đã tự nhốt mình ở trong phòng rồi đó. Phụ hoàng thấy con hãy tự mình đi coi cổ đi. Dạ con đã biết rồi. Một kiện là thật, ngươi thấy thế nào? Từ trong tộc Tích Ca cao quý của chúng ta, hãy chọn ra một số tinh anh để đi làm đệ tử của thái tử, bao quanh bên cạnh của thái tử để khuếch trương danh thế của thái tử. Ngươi nghĩ thế nào hả? Đây đúng là một chủ ý tốt. Như vậy ngày mai thần sẽ đi cạo trọc đầu, chuẩn bị phục vụ Thế Tôn. Ngoại trừ quốc vương ra thì địa vị cao nhất của tộc Tích Ca chính là của thần, có đúng không? Ngươi đồng ý đi. Bây giờ thần lập tức đi tới mỗi gia đình, kêu họ phái một thanh niên để mà xuất gia trở thành đệ tử của Thế Tôn, vậy mới được. Ý cha nói thật là hay. Một kiện là thập, ta cảm ơn người đó. Hoàng hôn chiếu vào cung điện mỹ lệ, Thế Tôn và Thế Nhi, Gia Du Đà La, La Hầu La đã xa cách nhau rất là lâu năm. Gia Du Đà La, 7 năm trước ta rời khỏi căn phòng này, rời khỏi nàng và La Hầu La. Nhưng mà đó không phải bởi vì ta không yêu các người. Tình yêu của ta đối với nàng vẫn không thay đổi. Xin nàng hãy thông cảm. Ta nhận thấy bất luận khiến người say đắm thế nào, tình yêu nam nữ chẳng qua chỉ là cố chấp mà thôi, chỉ là mê hoặc, sẽ đem lại phiền não và bi thương. Cái đáng bỏ là cố chấp, cái cần được đó là chánh đạo, cái có được đó là chánh đạo vĩnh viễn bất biến. Nếu như có thể, Gia Du Đà La, xin nàng cũng nên dứt bỏ cố chấp, hãy cùng với chúng ta vì trong chánh đạo rộng lớn để mà sống. Nàng thấy có tốt vậy không? Thế nào? Qua đây La Hầu La, con đã lớn khôn. Ây da, đã nặng như vậy. Nơi đây là ở ngoài cung điện, Ubali đang ngủ trong nhà của mình.
Những thống khổ của nhân loại đều do chính mình tạo ra. Bởi vì khư khư giữ lấy dục vọng của mình, chỉ cần tháo bỏ dục vọng và vật chất, giải thoát bản thân, chúng ta mới có thể có được sự bình an vĩnh viễn bất biến trong đêm. Những lời thật là kỳ diệu. Đúng rồi, trở thành đồ đệ của Thế Tôn thì mới có thể mỗi ngày nghe những lời nói này. Đúng rồi. Ngươi cũng không nhìn lại thân phận của chính mình. Thân phận của tôi thấp như vậy, ông ta không thể nào nhận tôi làm đệ tử. Tại sao tôi lại sanh ra với thân phận này? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Sáng sớm hôm sau, Ubali đã được trưởng lão Mục Kiền La Thập gọi tới và đã đem đồ nghề cắt tóc ra cửa. Ubali, sao trễ như vậy? Thật xin lỗi. Người hãy cắt đi tóc và râu của ta. Hả? Ngoại trừ ta ra, bọn họ cũng vậy thôi. Hả? Mọi người đều phải cạo hết? Đúng vậy, ai ai cũng phải cạo. Thật ra tại sao vậy? Hôm nay ta phải cùng với họ đi làm đệ tử của Thế Tôn đó. Ngươi có biết hay không? Hả? Làm đệ tử của Thế Tôn? Đoàn người của Thế Tôn tối hôm qua đã ngủ ở ngoài rừng ngoại ô, cho nên hôm nay chúng ta nhất định phải đi tới đó. Mau lên, nếu không trời tối đó. Dạ. Tôi không phải nằm mơ chứ? Tôi nhất định sẽ thử xem. Chính là bây giờ. Muốn làm thì chính là bây giờ. Hả? Tại sao người lại khóc vậy? Thấy chúng tôi rời khỏi người đau lòng vậy à? Đó chính là một trong những nguyên do mọi người đều xuất gia đều bỏ đi. Ngày mai tôi dựa vào cái gì để sinh sống đây? Nghĩ tới điều này tôi thật đau lòng. Nói nghe cũng đúng. Các người nghe đây, đem hết đồ vật trên người để lại cho nó. Sau khi xuất gia, những cái thứ này đều không có nghĩa lý gì với chúng ta nữa. Người lấy hết đi vô ba lì. Có như vậy á, nhất là sinh hoạt của người á, sao không có vấn đề? Nè nè, tại sao người lại khóc nữa? Lần này hắn biến thành người giàu có rồi cho nên khóc. Không phải. Lấy đi những thứ này cũng giống như là tôi đã nhặt lên những dục vọng và cố chấp mà các người đã bỏ lại. Những phiền não và đau khổ của tôi ngược lại càng tăng thêm lên. Thật đã xảy ra năng đệ. Thật ra ngươi muốn làm cái gì? Dàn xin các người, dù phải làm phục dịch cũng được, xin hãy cho tôi đi chung. Sau này tôi sẽ tìm cơ hội xin như Thế Tôn nhận tôi làm đệ tử, có được hay không? Dàn xin các người. Ngươi muốn làm đệ tử của Thế Tôn dựa vào người? Một Kiện La Tập trưởng lão. Ngươi nói bậy cái gì? Không chịu nhìn rõ thân phận của mình là gì? Những người đi theo đều là anh tài gia thế tốt lành của tộc Thích Ca đó. Mục đích là để khuếch trương danh tiếng của Tôn Sư. Nếu như chen vào một tên nô lệ, ngươi nghĩ thử coi, chỉ vì một con chuột nhỏ phá hỏng cả nồi cơm. Quang đường, chúng ta xuất phát. Ngươi hãy đem hết tư trang này mau trở về nhà. Quả nhiên là không xong. Một người có thân phận giống như tôi, không lẽ vĩnh viễn không thể cứu vãn? Không được, không thể bỏ trời sớm như vậy. Tôi vẫn còn cái chiều cuối cùng. Tại sao tôi lại không trực tiếp đi cầu xin với ông ta? Thank you.
Ngươi là thợ cắt tóc Umali? Con là người của Ca Tỳ La Vệ Thành. Thế Tùng, con muốn thỉnh giáo một vấn đề. Một kẻ đê tiện giống như con, thật không thể trở thành đệ tử của ngài hay sao, Thế Tùng? Người muốn xuất gia sao? Dạ phải, con muốn theo ngài đi học hỏi phương pháp để rời khỏi đau khổ và phiền não. Có thể nói cho con biết hay không? Nhưng mà thân phận của con chỉ là thủ đại la, nô lệ. Nếu như không thể trở thành đệ tử thì thành tạp dịch, làm người hầu cũng được, Thế Tôn. Ubaliya. Dạ. Nước có thể bị khát, như vậy cũng có người uống vào sẽ bớt khát. Còn có người khác uống vào lại sẽ không bớt khát hay không? Đây là... Lúc mà ngọn lửa soi sáng trong bóng đêm, có việc một bên thì sáng, một bên thì sẫm tối hay không? Không có. Thuyết pháp mà ta nói cũng giống như nước và ngọn lửa. Đó là không có lấy được thân phận để tuyển chọn đối tượng đâu. Nói như vậy... Ubaliya, bắt đầu từ bây giờ, con đã trở thành đệ tử của ta. Hả? Tạ ơn ngài. Ta đưa cho con cái áo cà sa đã được quy định, vĩnh viễn đừng quên tấm lòng nhiệt thành này nha. Hãy học hỏi cho thật tốt, khích lệ bản thân. Thái tử à, tôi đã chiếu theo ước định đem nhiều thanh niên trẻ tới, ngài coi coi. Lần này thanh danh của ngài nhất định sẽ khuếch đại không ít. Ở chỗ quan giả này thật là không có được tốt. Tôi lập tức biểu mọi người chặt cây để xây tịnh xá. Một kiện La Thập. Ngài gọi tôi. Bây giờ tôi cũng là đệ tử của ngài, ngài lại trực tiếp gọi tên, có gì không đúng? Áo quần của các người mặc với những người học Phật Pháp mà nói đã quá xa qua, xin đổi lại những quần áo có bên đây. Những bộ đồ này ngày ngươi không thể cho ta bộ đồ nào tốt hơn là sao? Tôi cũng vậy. Trong lúc này, trong lòng Thế Tôn suy nghĩ, những đệ tử mới nhập môn đã quá kiêu ngạo, cho nên quyết định mượn Ubali để làm cho những công tử của tộc Thích Ca bỏ đi cái lòng kiêu ngạo. Nè các đệ tử, bây giờ phải tiến hành nghi thức nhập môn. Các người hãy chiếu theo thứ tự để tới hành lễ với các sư huynh. Ngươi không phải là Ubali hay sao? Ngươi ở đây làm gì? Ubali đã trở thành đệ tử của ta sớm hơn các người. Nhưng mà hắn là thủ đà la đê tiện, còn tôi là trưởng lão tộc Thích Ca, sao lại có thể cúi đầu với cái thứ đồ này? Làm gì có lý lẽ này? Cúi đầu còn chưa có đủ, nhất định phải giống như khi nãy với những người khác, quỳ xuống để hành lễ. Không bao giờ, dù là giết tôi cũng không được. Tại sao vậy? Sự khác biệt của thân phận, tôn quý và đê tiện đều là do những người cao ngạo, các người sáng tạo ra thôi. Vạn vật do duyên mà tới, vì duyên mà diệt. Vạn vật do duyên mà tới, vì duyên mà diệt. Làm gì có sự sai biệt? Người không phải do sanh ra mà tôn quý, cũng không phải do sanh ra mà đê tiện, mà là do hành vi và tôn quý, vì hành vi mà đê tiện. Người hãy cúi đầu mà hành lễ với Ubali đi. Nhưng mà hắn là nô lệ. Nô lệ không phải là người hay sao? Tôi... Bây giờ không phải là ngươi đang làm nô lệ cho kiêu ngạo và phiền não hay sao? Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Nhưng mà chỉ có hắn, chỉ có Ubali. Nếu như không có người, ta sẽ không phải bị bắt mặt ở đây.
đúng vậy, đúng vậy, thì là lỗi của Hồ Bà Lì đó, đúng vậy, thì là lỗi của tôi, anh lỗi bà. Đủ rồi Thế Tôn, quả nhiên con không nên nói lại chỗ này, tôi xin lỗi. U Ba Ly, U Ba Ly, ngươi không có sai. Có sai là người của tộc Thích Ca, sai ở trong cái tâm ngạo mạn của các ngươi. Đã biết rõ là lỗi của mình, các ngươi vẫn không cách gì thay đổi hành vi. Đây chính là cái tâm cao ngạo. Và cái tâm cao ngạo này lại chính là căn nguyên đã nảy sinh ra những sự khác biệt như vậy. Hơn nữa cái tâm cao ngạo này cũng đang giày vò các người, làm phiền não các người. Vậy này người của tộc Thích Ca, bây giờ hãy lập tức quăng bỏ đi cái tâm cao ngạo, đi hành lễ với U Ba Ly đi. Nói như vậy, cái nãy sự phẫn nộ và đau khổ của tôi không phải do U Ba Ly tạo thành, mà do cái tâm cao ngạo của tôi mà tạo thành đó. Đây không phải là pháp vô ta nói, mà là vạn vật đều nói, cái thuyết pháp tôn quý nhất. Thì ra là vậy. Nếu như tôi có thể dứt bỏ được cái tâm cao ngạo thì thống khổ và phiền não sẽ lập tức tiêu trừ. Thì ra là như vậy hả? Thế Tôn, Thế Tôn, Thế Tôn, người giúp ta tiêu trừ cái tâm kiêu ngạo, cảm ơn người, cảm ơn người, thiệt là cảm ơn người, cảm ơn người. Trong lúc này, đất đai, núi rừng, sông hồ đều đã chuyển động vì cảm động. Trên trời vọng xuống những tiếng hát không ngừng. Sau này, U Ba Ly nỗ lực tu hành, đã trở thành một trong 10 đệ tử của Phật Thích Ca. Ông ta rất tuân thủ giới luật, được xưng là đệ nhất cầm giới. Ngoài ra, ở trong tộc Thích Ca cũng xuất hiện những người như A Nan, Nan Đà, La Hầu La là những đệ tử thật tài giỏi.